rất là ngon luôn. Nhé mọi người. Rồi chín rồi cả nhà ơi, mời cả nhà ăn ốc nướng sa tế luôn nha, ốc nướng xiên que rất là ngon luôn. Chào cả nhà nha, hôm nay hai anh em đi soi ốc cả nhà ơi. Hôm nay đi soi ốc với anh Ba Hưng cả nhà ơi, ngày đầu tiên cuối năm đi khởi hành. Ba Hưng với thằng cháu nè. Cả nhà cùng theo dõi coi thành quả hôm nay soi có được nhiều không nha cả nhà. Chuyến đi săn đầu tiên của năm. Giờ hai anh em mình soi giải mương này nha các bạn. Anh Ba Hưng bên, mình bên. Đồ nghề mình cái vợt với cái thùng thôi. Mình chưa có gành lắm, mình dòm ốc sợ khó thấy. Nó nổi khơi ngoài hết, nó đeo anh Ba. Cá ông Tông kìa, quá vậy cá ông Tông luôn. Dớt, dớt cá luôn. Chưa chuyên nghiệp lắm đi rồi khó thấy nha. Không có luôn hả? Con ốc bành kia các bạn, uống ốc bùa vàng uống lát nữa. Rồi ốc bùa vàng. Nó bự. Hết hồn. Ốc nữa các bạn. Ô bằng kia luôn hả? Nó cua mà nó ở bên kia bắt không được. Được hai con luôn chứ, hai con luôn. Nãy giờ bắt cũng được mớ cái nhà ơi. Cô với ốc. Sao có bự thì đá đi. Đá gì? Ốc còn chứ, có hết dính. Giờ làm lỗ cua vậy đó. Đúng không? Ừ, giờ làm lỗ cua luôn. Ừ, lỗ cua luôn. Lỗ cua ốc. Nãy giờ đi cũng ít ốc rồi cả nhà ơi. Bắt lây gai. Con nào mà nằm trên nó mới vớt được. Con nào nằm. Đây hai con cả nhà. Hai em ốc. Mương này có lai gai, cái mương đắng nữa. Ừ, đây có cua nữa. Ừ, chút luôn. Ờ, cua bành kia luôn. Sao bắt đây? Ai chụp nó vừa dính lọt cái thấy luôn. Chụp cua lọt té nha.
đây có ốc nữa này. Đoạn khúc này ốc bu đã. Cua vành kia luôn bắt sảy. Té luôn. Có cái chĩa. Đây con ốc nữa cả nhà ơi. Bành kia nè. Ốc u nha. Ốc u đen bành kia vậy. Cũng thừa ốc quá, lâu xa xa mấy con. Cua cũng gặp nhiều lắm mà bắt không được. Nó nằm dưới, nó động thấy, nó chạy xuống sâu. Đây nguyên cặp ốc luôn cả nhà thấy không? Nè, bành kia luôn. Cặp ốc bu luôn. Đây con ốc này cả nhà. Ốc bành kia luôn. Bự nha. Đây con ốc nữa kìa nhờ, bên kia có con cua nữa kìa. Cua kia mình không vớt được, con cua nào nổi cho nó vớt được. Đây con ốc nữa bạn, này ốc lát nè, ốc lát này chuyện vú. Ốc bu luôn. Có là gai. Đây hai con luôn các bạn. Rồi đây con bành kia nữa nè. Bu luôn. Con này chập á luôn. Giờ anh em xoay cái mương này dài vô cả nhà. Vô vườn sâu dài vô. Đây con. Nãy giờ cũng bộn rồi đó. Đây con nữa rồi. Thành quả mấy anh em đi bắt được nhiêu đây cả nhà ơi. Của anh ba bắt ốc bu không à. Này cũng 3 ký vậy á. Còn mình ốc bu, ốc bu vàng, cua. Này đủ. Cua 3 thứ. Cũng bọn á. Cũng 5 ký gì đó. Rồi. Clip mình xin kết thúc đây luôn các bạn ơi. Anh em chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây, ốc mình xôi lúc tối giờ mình nướng nha cả nhà. Đây là hai con cua nhỏ. Còn con nhỏ chiếm kia kìa. Nướng mới. Còn cái mớ bên đây mình lễ ướp sơ tế nè. Cái đó người ta ghiền luôn á mày. Lát nữa là mình xiên que mình nướng nha. Chỉ có miếng thịt vịt. Cả nhà, mời cả nhà về đây nhậu nè. Uống bia. Ướp lát là nướng. Cái này lấy rồi.
Con này mình nướng mấy con nhỏ nhỏ này mình lễ mình chấm muối muối ớt chanh mình ăn luôn. Rất là ngon luôn. Đây ốc mình đi xôi lúc tối giờ nướng xiên que nha cả nhà. Quá ngon luôn. Nướng miếng vịt nữa. Nãy nướng mớ ăn kia rồi, còn này mình ướp sa tế mình nướng xong xiên que nha. Chở để nó khác. Cá quá trời cả nhà ơi. Nghe em đi ngoài biển về, đi ra biển về đem về cá quá trời luôn. Quá trời cá luôn cả nhà. Nghe em đi ngoài biển nó mới về tới. Con cá kìa. Con cá bự đó là con cá gì vậy? Để nghe bố mua chín mình về nè. Cô đó có con cá sạch lét như cô bé cơ. Con cá gì quá trời cá luôn. Con cá bự và bự hết. Đó, vậy vậy không nói con sao biết được. Rồi tay tôi cho mình. Cô ngồi đây nhìn nè. Rồi. Hả? Ôi. Nè mọi đi. Rồi chín rồi cả nhà ơi, mời cả nhà ăn ốc nướng sa tế luôn nha, ốc nướng xiên que rất là ngon luôn. Còn bên đây nữa nè, ướp nướng luôn hả? Vô lô rửa chưa trời.